Thưa quý vị, từ những ngày cuối của năm 2021 thì giới chức Mỹ cũng đã khuyến cáo người dân của nước này không đi du lịch trên các du thuyền và đồng thời nâng cảnh báo nguy cơ lây nhiễm trên phương tiện này lên cấp độ 4 đó là nguy cơ cao nhất. Trong bối cảnh mà diễn biến cũng như là biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 cũng đã làm gia tăng số ca mắc mới COVID-19. Tuy nhiên sau chỉ khoảng 3 tháng với những diễn biến tích cực về diễn biến của đại dịch thì nước này cũng đã dỡ bỏ khuyến cáo trên và thông tin này cũng sẽ mở đầu cho phần cụm tin vấn về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngay sau đây của chúng tôi. Ngày 30 tháng 3, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ đã dỡ bỏ khuyến cáo về nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trên các du thuyền. Tuyên bố của CDC nêu rõ động thái trên không đồng nghĩa là không có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên các du thuyền, song du khách sẽ có thể tự cân nhắc rủi ro khi lựa chọn hình thức du lịch bằng phương tiện này, tương tự việc tự cân nhắc đối với các hình thức du lịch khác. Tại Australia, làn sóng dịch do dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron tiếp tục lan rộng trong bối cảnh nước này chuẩn bị bước vào mùa đông. Theo thống kê, số ca tử vong do COVID-19 tại Australia có chiều hướng tăng, đặc biệt tại hai bang New South Wales và Victoria. Giám đốc về dịch tễ học thuộc Đại học Nam Australia nhấn mạnh điều này không gây bất ngờ khi mà BA.2 đang là biến thể lây nhiễm chủ đạo và chính phủ nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch. Ngày 30 tháng 3, Nhật Bản ghi nhận thêm hơn 53.700 ca mắc COVID-19, tăng 12.000 ca so với một tuần trước đó. Đây là ngày thứ năm liên tiếp số ca bệnh mới ở nước này gia tăng. Trước đó, khi chính phủ Nhật Bản quyết định dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch trọng điểm trên toàn quốc từ ngày 22 tháng 3, không ít chuyên gia y tế đã cảnh báo dịch COVID-19 có thể bùng phát trở lại nước này bất kỳ lúc nào, vì khi đó tốc độ giảm, số ca nhiễm mới ở một số khu vực vẫn còn khá chậm. Hôm 30 tháng 3, một quan chức y tế Indonesia cho biết hơn 19 triệu liều vaccine COVID-19 thuộc kho dự trữ quốc gia của nước này đã hết hạn sử dụng trong 3 tháng đầu năm nay. Bên cạnh đó, 1,5 triệu liều vaccine khác dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 4 vì những lô vaccine mà quốc gia vạn đảo được tặng có thời hạn sử dụng rất ngắn. Hầu hết những liều vaccine hết hạn là vaccine AstraZeneca và cả Moderna.